Hello, welcome to my channel. Chúng ta sẽ chơi tiếp game Mario Party 10 nhé. Nào, đang trông thấy xuất sắc và tiêu diệt con đầu khớp này. Rồi, tiêu diệt con đầu khớp này. Rồi, thằng Toad này cứu được nó rồi và nó sẽ tặng cho mỗi người mấy trái tim. À, tiếp tục. Bowser nhá, mình đang điều khiển cho Bowser nhá. Theo thằng Waluigi. Tiếp. Mấy điểm ấy, nó nhận được một cái xúc sắc bạc nữa nha. Một quả xúc sắc bạc. Go Daisy. Daisy sử dụng luôn cái xúc sắc bạc này. Một điểm, úi dồi ôi, non. Còn cái cách 3 điểm. Mario. Sáu. Nào, bọn nào này. Rồi, canh mình 10 điểm. Nó vừa dám vào bẫy và bị bật lùi rồi. Nào, xuống sang này. 10 điểm, bắt đầu lên rồi. 10 điểm như đơn giản đấy. 19 điểm luôn. Vào mười em. Nào, vào con màn lửa liếc này đây. Con màn này phải bê màn hình chơi rồi anh em. Đây rồi, bê lên. Lùng lắng của nợ nè. Hai à. Hai à. À đây. Ôi no, nào nhở. Hai. Ôi vừa mình nghiêng rồi phát một đùi. Đây. Hai chuột mày chết rồi. Mày chết rồi. Nó biết chơi rồi đó. Chơi cho mày rồi. Mày đâu. Mày đâu. Nhảy này, ôi no. Cách mình 2 điểm. Waluigi. Waluigi sẽ tiếp tục xuống sắc. Nó lấy luôn một xuống sắc bạc. 3 điểm. Mày khôn lói ấy nhở. Nó lên 7 điểm rồi. Sắp đến nhau phải nhanh chóng đuổi kịp thôi. Nào, kiếm mình được một lượt. Đây, đây là cái gì đây? Đây là cái gì đây? Gì đây? Gì đây? Không biết gì luôn. Đây rồi, còn này lại cộng thêm 2 máu. Cộng 2 tim. Here we go. Daisy. Ba đi. Làm 10 đi. Here we go. Mình nhầm 2 điểm. Rồi 12 điểm. Lại cộng thêm. Tao này lại được vào lucky.
rusak lah. Giờ đứng hình mất 100 giây rồi nhá anh em nhá. Một quả bom này tít về đây luôn. Tuyệt tuyệt tuyệt. Quả này gì sẽ tiếp tục xuống sang. Tiêu diệt mất con quấy vật ăn thịt người rồi. Đây người sao à? Ném một quả bom nữa lùi lại. Chết rồi. Mình được chọn nha anh em nhá. Thích chọn mà nào thì chọn. Rồi, chuyến tàu tốc hành. Vớ vẩn thua trận này.
Bùm, à, thua luôn. Rồi, mất sao, bọn này lấy ngôi sao thua nhá. Rồi, kết thúc video nhá.